Trung Kiên Moto chào tất cả anh em nhé. Đấy, Trung Kiên vừa dọn lên một mẫu xe Mio Classico phiên bản đầu đèn trần cho hai bạn ở trong miền Nam nhé. Đấy, hai bạn ấy alo cho mình. Mình vào chốt một chiếc Mio mộc, xong bắt đầu nhờ mình dọn lên. Thì bạn gửi cho mình hai bức ảnh. Một bức ảnh là một con xe điện màu cam như thế này, và mẫu ảnh con Mio Classico như này, như màu trắng trắng gì đấy chẳng hạn. Thế là ghép hai màu thành một, có nghĩa là mình sẽ sơn theo ý của anh em đấy đấy. Sơn theo màu theo ý nhá. Và đã hoàn thành. Đúng ra hôm qua trời nó mưa thì mình không quay được hai video gần nhau anh em ạ. Thế hôm nay mình mới quay lọc. Vì hôm qua mình gửi một chiếc cho ông anh ở bên Hải Dương rồi. Đây xe thùng đến chở bốc đây nha anh em nhá. Đấy xe đang chở bốc đây, mình quay video nhá. Đấy. Mình giới thiệu qua cho anh em nhá, là mình ở Trung Kiên Moto. Nhà mình ở ngõ 390, đường Lý Thực Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Mình chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả các dòng xe Mio nhỏ, Mio Classico, Cusi hoặc Louis Vuitton. Và nhấn mạnh cho anh em mình nhận ship toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, ship Văn Lam 500, ship Đông 600, ship Tây Cà Mau 700. Cho anh em nhận xe gửi tiền, hoặc anh em lên xe, xe chạy, anh em alo nhà xe xác nhận xe đã chạy và nhận xe cho anh em rồi. Đây nhà xe đây. Đấy, chất xe đây anh em, rất nhiều xe đấy đúng không? Đấy, thì bắt đầu anh em mới chuyển tiền. Đấy, và anh em nhận xe là 0 đồng. Tất cả anh em nếu chưa tin tưởng Trung Kiên thì theo dõi Trung Kiên. Đấy, cửa hàng nhà Trung Kiên đây anh em thấy chưa? Nhà mình ở ngõ 390, đường Lý Thực Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam. Số điện thoại của mình Zalo, Facebook là 0949191958 hoặc 0358444888. Anh em chủ mua thiện chí mua thì Zalo kết bạn Zalo với tôi. Tôi tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp và tôi ship toàn quốc cho anh em. Đấy, ship Bắc Nam 500, ship Đông 600, ship Tây Cà Mau 700 và tất cả các tỉnh lân cận ở ngoài Bắc này mình ship hết. Nói chung là mình ship toàn quốc luôn. Mọi thắc mắc anh em cứ alo cho tôi, đừng nhắn tin. Đấy, tem dán cho anh em một cái tem rất là đơn giản và mộc và đẹp nhá. Đây, và cái tem biểu tượng của Trung Kiên nữa. Đấy anh em nhá. Đấy, một chiếc xe mình dọn lên này, nguyên bản nguyên zin đây, rất là đẹp. Đồng hồ đây nhá, quay qua cho anh em, đồng hồ rất là đẹp. Đấy, sơn đúng theo yêu cầu anh em, tay sách tay nắm mới, mỗi cù cũ này phải chấp nhận này. Đây thế này, tay phanh này. Đấy, pha đèn đấy rất là đẹp đúng không? Sơn đúng mẫu anh em nhá. Đây, tay phanh sơn này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, mảnh mới sơn đúng không ạ? Đấy, tùy theo túi tiền của anh em mà chế độ dọn khác nhau anh em nhá. Đấy, lốp sau lốp trước đấy, rất đẹp luôn anh em nhá. Đấy, sơn hết chống cháy này, kể cả bô này chống cháy hết này, em rất là đẹp luôn. Đấy, anh em thích sơn màu gì cũng được. Ví dụ anh em ở em thích cái xe như này, nhưng em thích màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu hồng, màu gì cũng được. Thì mất công em đi sơn thì màu gì cũng được. Đấy, anh em hiểu như thế nhá. Đấy. Còn anh em mà cái đầu đèn trần nó đắt này, thì anh em mua cái đầu đèn thường thôi. Đầu đèn thường nữa đây, cái đầu đèn như này gọi đầu đèn thường này anh em này. Đấy, nó cũng y hệt nhau, không khác cái gì. Từ chất xe, máy xe y hệt nhau, không khác mỗi cái đầu này. Đấy, cái đầu này này, đầu này nó như này, còn đầu kia là nó đầu đèn trần. Đấy, anh em nhá, không khác cái gì cả. Đấy, để anh em hiểu, thì giá trị xe nó sẽ rẻ đi cho anh em. Cusi em có nha anh em nhé. Cusi giá là em có. Tiền nhiều thì xe cao, mà tiền thấp thì xe vừa. Đấy, mà quay lại chủ đề chính là những anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe như thế này thì vui lòng cứ trước hết là đừng nhắn tin, mà cứ kết bạn Zalo với em, xong alo bằng video ấy, alo bằng video của Zalo. Bật lên anh em nói chuyện trực tiếp, xem xe trực tiếp, em bắt đầu em tư vấn cho anh em. Anh em ưng màu nào, anh em ưng mẫu nào, anh em ưng kiểu nào, giá nào, tầm nào em cũng có. Đấy, tiền nào thì của ấy. Đấy, nhắc lại một lần như thế, anh em nhấn mạnh trên video là chủ mua thì alo bằng video của Zalo, xem xe trực tiếp, em tư vấn trực tiếp. Đấy, và em sẽ cho anh em, khi em đã chốt rồi thì em sẽ quay lên video như này. Anh em ưng rồi, bắt đầu em mới gửi. Đấy, em ưng rồi chốt em mới gửi. Nhanh nhá. Đấy, đây là bụi này. Đấy, bụi thôi. Bụi thôi, bụi thôi. Đấy, bụi thôi này. Đấy, để đây nó bụi người ta. Anh em hiểu vấn đề em muốn nói chưa? Khi anh em mua xe nhà em chỉ nhấn mạnh này. Nếu em đã dọn lên nhà em sẵn thì bán nó ra khác. Nhưng em mua nhà em dọn nó khác. Vì thứ nhất bọn em rất là bận này, khách thợ anh em đang dọn, anh em nhìn thấy chỗ này này, đang dọn rất là bận, thế cho nên không thời gian để dọn được chiếc xe dựng lên bán, mà chỉ có anh em mua thì anh em mua sẵn nhà em, nhờ em dọn nhà em dựng. Chứ bây giờ em có thời gian dựng sẵn rồi em bán lại khác. À, con này bán biển 98 3288, 98 L8, biển rất đẹp luôn, 98 3288, rất đẹp. Đấy. Đấy. Anh em nhá. Đấy thôi. À, Trung Kiên chào tất cả anh em nhé. Anh em xem thì nhớ like và đăng ký kênh của em, theo dõi em. Chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy, em ship toàn quốc cho anh em. Mọi thắc mắc anh em cứ alo cho em hoặc Zalo em tư vấn. Đấy, cứ mọi thắc mắc alo em tư vấn trực tiếp, chứ đừng nhắn tin nhá.
Đấy, cảm ơn anh em nhé, em tạm dừng video nhé. Đấy, chúc anh em và gia đình sức khỏe, tài lộc, bình an. Chủ mua thì kết bạn Zalo, alo cho em. Chưa tin tưởng em thì theo dõi em, đăng ký kênh, theo dõi em và đủ tin tưởng thì mua. Đấy. Vì anh em mua xe trên mạng một thiệt thòi rồi. Thiệt thòi là anh em không biết tôi là ai, uy tín hay không. Nhiều anh em không hiểu, bị dễ bị lừa. Còn đây mua nhà tôi tất cả công khai hết, từ địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ABCEF này em nó công khai hết. Đấy, nhà em bán ra an ninh là cam kết đảm bảo. Và nhà em có xe chuyên dụng nha anh em. Xe chuyên dụng là chiếc xe này. Nó chở một lô đi tầm khoảng 70-80 xe nó gom lại nó chở. Đấy, xe chuyên dụng anh em nhá. Ok, tôi chào tất cả anh em nhá. Một lần nữa anh em xem nhớ like về cái kênh của em nhá. Em xin tạm dừng video. Xong nhớ like đăng ký kênh của em. Em xin tạm dừng video đây. Cảm ơn anh em.